Ok, tiếp theo là con nồi của Nguyễn Hồng Ân. Ui rồi, tên cứ như kiểu là Ân Trung Song ấy nhỉ. Công ty điện lực Linh Bình nhé. Cái này là Linh Bình anh em ạ. Rồi, để tiếp tục bóc ra thôi. Bây giờ mình sẽ khuây mòe con này xem nào. Rồi, đang đây lại là một con nồi Toshiba rồi. Úi trời, đây còn có hai tờ thư. Đó, một cái tờ thư này thì địa chỉ thôi. Một cái tờ thư này thì viết bệnh tình đây. Kính gửi bác, kiên tướng nói còn nồi mất thời gian là chắc là hết pin. Nấu cơm để bị nóng hơn bình thường. Sau đó lại không thấy điện vào. Có khi hiện tượng xì hơi khi nấu. Mất hai cái nhựa đỡ nòng nồi. Cái nồi hơi bị nhiều bệnh. Nhờ bác kiểm tra và sửa giúp em. Em cảm ơn. Hi hi. Trời ơi. Bánh nghèo thế này làm sao mà sửa nổi vậy? Ok, như vậy là lại tiếp tục một con nồi Toshiba. Mã của nó là RC10V XE1. Đấy. Con nồi này là chắc lại là nồi 1 lít nữa thôi. Bây giờ mình sẽ phải lôi ra ngoài nhé. Rồi, ok anh em này. Bây giờ mình sẽ cắm thử điện nó xem nào. Xem nó ra cái cu nhề gì đây này. Mất điện à? Mất điện thật rồi anh em ơi. Không phải điện thật rồi. Như vậy là bệnh điện không vào là một bệnh. Bệnh thứ hai là bệnh gì nhỉ? Hết pin. Pin đi đi. Vừa va vừa vẩn. Có pin thì mới có màn hình gì chứ. Lắp nhựa, lắp nhựa đỡ lòng nồi đúng không nhỉ? À, là hai cái này à các bác ơi. À, chắc là hai cái này rồi. Chắc là hai cái này thì mình lấy đâu ra nhỉ? Rồi. Bây giờ mình tiến hành là sửa cái bệnh không vào điện trước ạ. Chứ còn cái bệnh thiếu đồ cái này chịu rồi. Em lại không có đồ này. Bây giờ sẽ sửa cái phần không vào điện xem là nó lỗi cái gì, bây giờ lại phải tháo đít ra đã anh em nhé. Ok, như vậy là đã tháo ra này. Cầu chì vẫn còn anh em này. À, con này vẫn còn cầu chì nhé. Cầu chì dài như này là vẫn còn rồi. Bây giờ mình sẽ phải đo con cảm biến đáy nồi này này. Mình ra cảm biến đáy nồi trước nhé. Rồi, đây. À, cảm biến đáy nồi. Mình sẽ đo cảm biến đáy nồi này luôn. Còn không thì mình sẽ phải liên quan đến cáp này. Cáp này là 25 chân anh em nhé. Hiện tại là bên mình cũng đang có cái cáp này. Cáp 25 chân này. Đang combo là 5 sợi cáp. Dài 50 phân này. 5 sợi là 135 nghìn nhé anh em nhé. Anh em nào mà mua thì mình sẽ chuyển phách cho các bạn luôn. Bao ship toàn quốc nhé. Và bây giờ mình sẽ phải kiểm tra cái ấy đã. Kiểm tra cái cầu chì đấy nồi trước nhé. Cái này mình sẽ combo cho anh em sau. Làm video combo sau. Ok. Con cầu chì này để anh em để thăng thông mạch là được. Đây anh em nhé. Hai chân màu trắng này là cầu chì nhé. Chết rồi. Con cầu chì là chết thật rồi anh em ơi. Úi giời ơi. Không phải điện chết cầu chì. Úi chết thật rồi. Có nghĩa là thế thì miêu tả của chị này là đúng rồi. Nấu cơm bị nóng hơn bình thường, có nghĩa là nó nóng quá thì sẽ dẫn đến là đứt cầu chì anh em ạ. Thì khả năng là con cảm biến này nó cũng bị sai nữa cơ. Mình sẽ đo luôn cả cảm biến nhé. Cầu chì đang bị đứt rồi. Đây là đang bị đứt cầu chì rồi. Đấy, đây là bệnh chị này nói là cũng tương đối là chuẩn đấy. Đây, như vậy là như này là đứt rồi, không thông. Mình sẽ đo thang cảm biến này xem nào. Cảm biến này thì nó rơi tầm 6 mấy ga sao nhỉ? 63k thì cũng đúng rồi. Như vậy là đứt cầu chì thôi. Đứt cầu chì đáy nồi nhé anh em nhé. Ok. Thì bây giờ mình sẽ thay cầu chì này. Thay cầu chì khác luôn anh em nhé. Mình sẽ phải đi tìm một con cảm biến nồi tô mình thay luôn cho đảm bảo nhé.
Rồi, bây giờ mình sẽ thay một con cảm biến đáy nồi khác nhé. Đây, con cảm biến này nó lại dây rắc cắm riêng, nó không chung với lại cái con cảm biến của cái con này. Nhưng mà chỉ số thì nó giống nhau nhé. Bây giờ mình cần cắt cắt dây sang và mình hàn sang. Đấy nha anh em này, cái dây màu trắng là dây một cầu chì nhé. Thì anh em phải đo được thông mạch như này. Đây, đây mình đang để thông mạch nhé. Mình sẽ đo. Ok. Thì mình sẽ đo hai chân này mà nó thông nhau thì có nghĩa là ok nhé. Đó, như vậy là ok này. Và cái này nó đứt luôn. Nó đứt luôn. Đứt luôn này. À, đó. Không không thông. Thì bây giờ mình sẽ thay con này sang đã. Để mình test xem là nó có điện chưa nhé. Cái này mình sẽ tháo mình đi ấy đâu à nó cảm biến thì giống nhau anh em ạ, cảm biến thì cũng đều là 60k nhé, 70k nhé. Hôm qua là chỉ số thời tiết mát thì là nó sẽ tăng lên, còn nóng thì sẽ giảm đi nhé. Ok, bây giờ phải tiến hành làm con cầu chì đã. Ok này, sau khi xử lý xong anh em đo thông mạch ok nhé. Mình đo lại này cho anh em biết này. Này phải để thăng thông mạch. Nó phải kêu tè tè. Đó, như vậy là đã ok nhé. Thì mình sẽ cắm vào để test thử nhé. Xem nó lên điện chưa. Phần này nó rất là rất chắc. Rồi. Con này sử dụng cáp 25 chân nhé. Anh em nào mua cáp thì liên hệ. Này mình phải bắt tạm ốc vào đây đã. Để cho nó giữ cái lồng đó. Chứ không là nó cứ bật lên đây. Bật ra anh em ạ. Cái này mình đã chế cho chị cái hai cái lắp nhựa nhé. Hai cái lắp nhựa mà chị viết bài viết là mất cả lắp. Không biết là làm sao lại cậy được cái lắp ra ngoài. Cười thế chứ. Mình bắt tạm này vào đây thôi. Tạm đây để test đấy. Mở lên mở xuống là nó bị bục ra đây anh em. Tạm kênh này. Kênh gì đó. Nó bị vào. Đây, cái này mở lên mở xuống là nó bị kênh hết rồi. Rồi. Ok. Đây hai cái lắp này nha. Hai cái lấy nhựa mình đã chế. Chế vào đây nhé. Giờ mình phải bắt tạm rồi ra. Đấy là phải nhẹ nhá, kết như này. Cắm để test lên điện chưa đã rồi bắt vào nha bạn. Tí lại phải tháo ra. Rồi. Lên điện thì mình mới bắt vào thôi. Ui xài. Cắm cáp vào đấy nha. Cái này là không đứt cầu chì. Đứt cầu chì thì công suất hiệu quả. Này chỉ đứt cầu chì ở đáy nồi thôi. Khả năng là hai cái nhựa nó bị mất ấy. Thì là cái đáy nồi nó tì xuống cái con cảm biến đấy. Thì là dẫn đến là nó bị nóng. Nóng và nó sẽ bị đứt nhé. Đấy là suy đoán của mình thôi. Rồi, giờ cắm điện đây. Cắm điện đây. Cắm điện luôn nhé. Để xem đã được chưa này. Đấy, như vậy là đã tít rồi anh em này. Ok. Đã có điện. Như vậy con này của chị là chỉ bị đứt cầu chì đáy nồi á. Thay phát là ăn ngay. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào thôi. Lắp luôn. Lắp luôn để nấu thử luôn anh em ạ.
cái lắp này mình xin dừng nhé, mình xin dừng cái lắp này cho nó đỡ mất thời gian, lắp xong mình sẽ quay trực tiếp vào cái chỗ đun luôn nhé. Ok này, như vậy là mình đã lắp xong nhé, bây giờ mình sẽ tiến hành cho chạy thử thôi. Đây, cái này chế bằng hai cái nắp nhựa này nhé. Đó, đây là cái tiêu chí của chị đây, tiêu chí của chị là mất thời gian này. Thì tí nữa mình sẽ cài lại thời gian này, nấu cơm nóng hơn bình thường, sau khi bình thường này, sau đó là mất điện này, mất điện thì bây giờ đã có điện rồi nhé. Pin thì tí mình sẽ lấy lại, cắm lại và lấy lại giờ luôn. Tiếp theo nữa là một bệnh nữa là hiện tượng là xì hơi, thì bây giờ mình sẽ đổ nước vào để nấu để xem nhé. Mất hai cái nhựa đỡ nồi này và hai cái nhựa đây rồi. Như vậy là mình đã xử lý được là hai cái nhựa này và pin. Mình bây giờ mình sẽ lấy giờ luôn nhé, đổ nước vào để kiểm tra xì hơi này, đổ nhiều quá trời rồi. Bây giờ mình sẽ cắm vào để lấy giờ này. Ok, bệnh tiếp theo là mất giờ. Mất giờ thì mình sẽ lấy giờ luôn, không biết là lấy giờ của gì nữa. Mình cũng chỉ biết cách lấy giờ của con này anh em ạ. Ôi chết rồi, chết rồi. À đây rồi, ui mày thế. Bây giờ mình sẽ xem bây giờ là mấy giờ ấy. Bây giờ là 9:41. Rồi, giờ bấm lên 9:41. Anh em ấn giữ nhé, ấn giữ nút chọn này, 41, chọn 42 đi. Ok, như vậy là giờ ấn cái gì để cho nó lấy giờ nhỉ? Rồi, anh em ấn nút tắt đi là sẽ thành lấy được giờ nhé. Ok, như vậy là bước thứ hai là đã lấy giờ xong, nấu cơm, bị xì hơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ấn nấu nhé. Rồi, thời gian nấu là 50 phút và phút trên không đã bật lên này. Như vậy là còn lỗi xì hơi và lỗi nóng bất thường thôi. Nóng bất thường thì khả năng là do cái đáy nồi nó chạm xuống sâu quá, mất cái nhựa đỡ nên sâu quá nó sẽ bị như vậy. Mình đoán vậy thôi nhé. Còn bây giờ mình sẽ nấu hết chương trình là được. Để tí kiểm tra xem có bị xì hơi không. Nếu mà xì hơi thì cũng hơi căng đấy, vì là cái lỗi này nó cũng hơi khó sửa. Vì nó còn liên quan đến lắp này nó vênh này, rồi là nó bị dơ này các kiểu, doang. Đấy, thôi bây giờ mình cứ tạm thời thế đã, cho nó sôi và mình sẽ quay cho anh em lúc nó sôi nước xem có bị xì hơi ra ngoài không nhé. Còn nó xì hơi thì cũng đành chịu vậy anh em ạ. Ok anh em này, như vậy là nồi đã chuyển sang ủ và nấu ok rồi nhé. Hiện tại là vẫn bị hấp hơi. Cái hấp hơi này thì chắc là không xử lý được rồi, vì là nó còn liên quan nhiều thứ. Thì bây giờ mình chỉ việc là đóng quái vào và gửi lại cho anh em thôi. Cứ nấu ok là được. Bây giờ hiện tại là vẫn đang có nhé. Sẽ rút điện ra này. Đấy, rút điện ra giờ vẫn còn đây là ok nhé. Úi giời, đây quái nghi ngút luôn. Như vậy là mình chỉ gọi là lấy giờ này, sửa nguồn này và chế cái tai cho anh em thôi. Còn là cái bị hấp hơi này thì khả năng là anh em cứ thế mà dùng nhé. Con nồi là nồi Toshiba RC10V EX1 nhé. Đã, hoàn thiện nhé. Đây là khách ở bên bên gì miêu tả lắm bệnh quá trời. Ok, mình xin dừng video đây nhé anh em nhé.